Hello mọi người, đây là The On City ở The Sea of Galilee. Thì cho mọi người coi cảnh ở đây. Nó chỉ là những cái bức tường thành cổ như thế này thôi. Kéo teo teo teo. Thật ra mình dốt lịch sử quá, không biết gì để nói hết. Ngắm cho đỡ buồn nha. Theo như mình đoán là lịch sử cái tường cổ nó cũng cổ lắm rồi đó, nhưng mà mình không biết nó cổ từ bao giờ. Hai thí chủ này đang tự sướng đây. Đã, tự sướng nào. Yeah. Trời ơi, nó nhảy vô đống rác quý vị ơi. Còn cô gái này thì nhí nha nhí nhảnh. Thêm đây một cô nữa. Đang quay phim chị ơi. Post lên YouTube đấy. Chéo châu qua cỏ dại. Đẹp mà. Công nhận ngày xưa học địa lý không nghe nói không giờ cũng cũng được đi tới đây. Kinh thật. Mấy bạn tư nghiệp sinh coi rồi nhớ đi chơi nhiều nhiều lên nha. Cảm giác tuổi thanh xuân chơi đừng có bị hoang phí ở cái đất sa mạc u ám. Rồi thôi, bye bye tất cả mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo.